nhật Bim Bim tới rồi bà con ơi. Lẹ lên, nó sinh nhật Bim Bim. Bánh kem tới rồi, bánh kem tới rồi anh hai. À, vô nhà giùm em bao sữa đúng không hai? Hai bà con. Nhật chính tới tên tên đó, cẩn thận hồi hộp. Ê con chừng vô bánh kem, bình tĩnh vui quá. Thấy con vịt kia lạ quá chứ gì, lạ quá rồi trời đất ơi. Sinh nhật Bim Bim nè, bạn áo đầm vô nghe, chọc vô đời bạn áo đầm nó mới ghê chứ đó, xin chưa. Lâu lắm rồi mới được cái đầm đẹp nè, trời ơi thấy cưng cu te phô mai queo quá. Này chị đứng xích ra nha chị Bim đó, hài lòng chưa đó. Bây giờ sẽ mời khách mời cho heo Bim Bim đây. Thì các bạn ơi, thì ngày hôm nay chính là sinh nhật 3 tuổi của tiểu Vịt nha. Thì năm nay mình làm thiệt là lớn hoành tráng cho Bim Bim luôn nha các bạn. Cũng nhờ Bim Bim mà các bạn biết đến mình nhiều hơn như ngày hôm nay. Thì đây là cái kỷ niệm đặc biệt của mình với lại tiểu Bim Bim nha các bạn. Và chúc Bim Bim có thật là nhiều sức khỏe nha Bim Bim. Và hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ cho hai chị em mình trên chặng đường sắp tới nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ mời khách mời ra hát tiểu Vịt chịu không? Hồi hộp nè, hồi hộp gung sợ. Khách mời ơi, trời ơi. À, cảm ơn cha kìa. À, chụp cho cha tấm hình. À, lên. À, trời ơi, mẹ nó hả? Đây, có mẹ. Trời ơi, cưng quá, công sức của Bim Bim. Được 3 năm rồi. Nay mẹ tặng cho Bim Bim gì đây? Vòng đeo cổ. Trời ơi. 24 kg. Trời ơi. Bim Sáng mẹ mới đi chợ mua đó. Quá Bim ơi, Bim bữa nay Bim được 3 tuổi rồi. Trời ơi. Quay qua. Trời ơi, ăn ốc luôn kìa. Trời ơi. Trời ơi, đại quá kìa. Trời ơi. Bữa nay mặt cằm rồi đeo dây chuyền. Trời ơi. Đâu rồi, khách mời tiếp theo. Hai vợ chồng luôn kìa. Trời đất ơi. Trời ơi. Trời ơi. Một năm ăn xúc xích miễn phí. Ở đây nhà tài trợ hả? Trời ơi. Quá rồi Bim Bim ơi, có nhà tài trợ rồi Bim ơi. Bim ơi quá trời đã rồi Bim ơi. Trời ơi. Mẹ sang chảnh quá mẹ. Trời ơi Bim Bim sống thọ nha con. Đó, quà của Bim Bim. Tới sắm cho Bim Bim cây kiềm vàng. Cây kiềm vàng. Quá trời rồi, sinh nhật năm nay mình chán quá, cho mẹ chụp tấm hình với Bim nha. Rồi, thôi cho cha mẹ chụp luôn đi. Rồi, chụp hình nha, cười đó chơi. Vậy lên Bim ơi. 1, 2, 3. Em. Trời ơi, đâu rồi anh hai chị Hiền? Đây. Nha. Tán trời. Đúng không? Đây 1, 2, 3. Bim Bim, cái này nhìn kìa. Nhìn về Bim. Đây nè con. Đeo vàng nhiều quá trời ơi, nó sợ con vật kìa mẹ ơi. Ủa nó sợ con vật nè. Happy birthday châu dâu. Nằm mấy cân ha. 1, 2, 3. Bim. Bim ơi. Bim. Nè. Cái này làm màu nữa. Rồi quay lại phía trước. Con ơi, con. Tao xúc xích bên đường đó mà. Coi nhìn vô Bim Bim thấy Bim Bim bữa nay sáng chói rồi. Trời ơi con. Cũng ơi. Mẹ vừa tặng Bim Bim xong rồi nó chạy lại liền. Làm gì Bim? Con chúa kìa. Chạy chúa. Gị không cắn đứt mà gị vô. Làm gì vậy? Gị không hết cây luôn. Nhân sinh nhật ta mà ăn trước rồi. Trước thôi con. Bim nó ghẻ. Cho ăn hết đi rồi. Tí xíu đi, tí xíu rồi cho uống nước. Trước kia con. Anh hai ơi, đây nè anh hai. Cầm đây nè, nhẹ nhàng thôi. Không xuống. Đó. Làm gì vậy? Thích dây chuyền vàng rồi. Ngồi con chút chân nha. Quá trời quăng rồi. Trời ơi, trời ơi. Thôi được rồi. Đốt đèn cầy đi hai. Đốt đèn cầy. Đốt đèn cầy đi, lên đèn. Cháy kìa. Wow. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật Bim Bim 3 tuổi nha. Hy vọng mong sao là Bim Bim sẽ có thật là nhiều sức khỏe để ăn nhiều cái sinh nhật với mình nữa nha. Trời ơi, nó sợ mình ăn cắt vàng nè. Thương thương. Bim Bim hỏi mình em đây. Trời ơi, tao có ăn cắt của mày đâu. Sợ chọn vàng. Hỏi bánh kem kìa Bim Bim nè, hai chị mình hỏi nè. Ôi Bim Bim, hỏi lại càng cây đi. 1, 2, 3. Cả nhà. Ôi ông trời ổng nổi dùng rồi. Nước. Này. Trời ơi. Cái này nước đá nhuyễn nữa nè. Trời Bim ơi. Quá đã rồi. Đây các bạn, hôm nay mình đọc bánh kem hình vịt rồi xóm mình hay lấy ra nó bị gớt cái nón xíu rồi. Rồi nghỉ nha. Và cũng nữa. Cho khách mời uống với. Ai uống mà. Bệnh gì cử. Nhanh cũng đá chơi ơi, nhanh cũng đá coi. Trời ơi. Cũng bơi luôn. Qua cổng. Cổng. Rồi, cha ơi nhắc ghế vô đi. Ngồi vòng tròn đi. Ngồi gần đó ra. Dạ. Con ngồi chính giữa cho ngồi bên kia hả? Con ngồi chiến giữa cái Bim Bim cho nó đừng có cắn cha. Thôi bữa nay nó đeo vàng nó sợ bị giật á. Nó sợ bị giật á. Rồi đẩy bờ cụng. Cục khang nè. Rồi nha con. Hết cha. Đó. Hết không hai? Rồi bữa nay khách đông quá à. Bà sữa bữa nay sinh nhật ngủ con. Bà sữa, anh hai chị Hiền kêu bà sữa đi ăn sinh nhật. Sinh nhật Bim Bim nè bà sữa, có xúc xích. Xúc xích không? Ăn không con? Đi sinh nhật nè. Bà sữa. Quá rồi thôi Bim Bim ơi, đừng. Miêu. Trời ơi, quá trời rồi, quá trời cái sinh nhật này rồi. Mày gỡ mà mớp vàng hết à. Trời ơi, nước nước. Ai anh ơi. Nửa tiệc hoành tráng. Trời ơi, coi kìa nó coi vàng nó đếm từng hột kìa. Coi mẹ tặng mấy hột. Cho mẹ. Cho cha. Cha mẹ. Này khách đông quá. Đâu, cái này của Bim Bim. Bim để dưới chân Bim Bim kìa. Thôi mặc đồ đẹp chụp hình cho nó một chút rồi không mới mở ra ăn cho nó ăn uống chứ. Cho nó gỡ vàng ra đây anh hai, gỡ vàng đi nó giữ hoài luôn. Để nó giữ ăn uống chứ để thôi nó. Đưa em đưa chủ nó. Đưa chủ nó đeo. Chào mẹ anh hai dùng tiệc. Ở đây thì hôm nay mình có chuẩn bị chả giò, sốt xít, này bánh xếp Hàn Quốc, sủi cảo, này mít của chị Hiền, ốc của cha, gọi này xôi của mẹ sáng đi chợ mua nè. Đó, này bánh kem của Bim Bim các bạn. Năm nay mình đặt tới 2 tầng. Đây là một bầy, trời ơi con người. Đây là một bầy vịt con luôn các bạn ơi. Còn trên đây là con vịt cha, có đuôi quấn quấn giống tiểu vịt nè. Nhưng mà con vịt Bim Bim của mình nó chỉ là vận đầm thôi các bạn. Đó, cái đuôi cũng quấn quấn kìa, thấy không? Giống y chang luôn nè. Giống y chang luôn đó. Còn bên đây thì bánh bao, trái cây, tráng miệng là ta sẽ có là chôm chôm, với lại cái này là gì ta? Thơm. Thơm đó, ăn sương sương như vậy thôi. Ủa? Thằng nhóc đâu rồi? Đây. Đi rồi. Ê, con. Mắc cỡ. Cả nhà dùng tiệc đi. Có bạo gì chưa? Trời ơi. Trời ơi, quá trời rồi. Bến đi. Bến xì đón khách các bạn ơi. Quá trời rồi. Tình luôn kìa. Bim Bim. Bánh nhân dâm vô bánh kem. Bác sĩ. Cục nhỏ nhỏ kìa. Chích. Đây nè. Bác sĩ. Cho Bim. Bim. Dạ. Chọn lúc luôn. Nha. Uống miếng nước. Đây nè bên con đi. Phục vụ. Quá trời rồi. Quá trời rồi, bữa nay chủ tiệc làm quá trời rồi các bạn ơi. Đói. Nhân vật chính rồi. Nhân vật chính à. Trời ơi. Nè. Ngày vui mà. Vui quá trời vui luôn rồi. Quyết tuyệt luôn rồi. Trời ơi. Đó, vậy nó hết quạo đó các bạn ơi. Sinh nhật nó mà không cho nó ăn là nó quạo lắm. Rồi. Rồi xong. Chúng nó chụp hình nè, đây dạ. Vô, chụp cho đây bây giờ cả nhà cùng nâng lên nha. 1 2 3. Vô. Vô. Bữa nay ở bên nào đấy cụ nha. Vô. Rồi. Mời các bạn nghe sinh nhật với Bim Bim. Kìa gấp nước đá thấy thương luôn. Năm nay là sinh nhật năm thứ 3 của Bim Bim mà các bạn ơi, cho nên đợt này mình tổ chức rất là hoành tráng luôn nha. Với một phần á cũng nhờ cái công sức của Bim Bim mà các bạn biết đến cả gia đình mình nhiều hơn nè. Thì đây cũng như là một cái món quà để gửi lời cảm ơn đến Bim Bim nha các bạn. Còn cha mẹ mình á thì có những cái sinh nhật đặc biệt và ý nghĩa rồi. Còn tiểu Bim Bim thì đây mình sẽ làm cho nó hoành tráng nha các bạn. Tại vì thường ngày nó chỉ có ăn ốc thôi bạn, với xúc xích này kia à. Đó. Cho nên mình sẽ làm cho này bữa tiệc hoành tráng, nhưng mà rốt cuộc là cả nhà mình ăn không à. Nó tiểu vịt. Bây giờ mình sẽ thử thức món gì đây? Chia dĩa nè mẹ ơi. Trời ơi. Con bà sớ. Mời mọi người, mời các bạn cùng ăn sinh nhật với mình nha. Ăn mì chiên chứ. Ăn đi chơi, ăn đi. Hồi trộm đi có gì đâu, hôm nay sinh nhật. Đưa đây mẹ gấp cho. Ăn cái gì gấp cứ đứng lên. Cứ đứng lên đi, ăn tự chọn đi mà. Chọn đi, cho ăn đi. Cho cái dĩa. Được rồi. Con, ăn gì không con? Đây em cho bà Cụng cái miếng chả giò coi. Cụng ơi, ăn chả giò không con? Ăn đi con. Chị Hiền ơi, con chị nó không ăn vậy? Ở dưới ghế cho nó ăn vậy. Ừ. Ăn đi. Bò sữa nó ngại ngùng và thẹn thùng rồi. Bò sữa ngủ tới ngày à. Ăn đi hai. Ăn chết. À, còn xúc xích nè. Ăn xúc xích. Em ăn xúc xích không? Cái. Cha mẹ ngon không? Mẹ cha có xúc xích chưa ngắp luôn cho. Con cùng. Kìa Bim Bim kìa. Mẹ. Nó phê nó rồi đó. Đỡ không đâu. Đãi tiệc đi chứ mày. Bữa nay giống cô dâu quá. Rồi được rồi. Quá trời ơi da, cô con không có dành giá giống. Tao không có dành vàng của mày đâu. Nè mày. Bữa nay có đông đông, thường ngày nó quay với mình nó đâu có vậy đâu các bạn. Trời ơi cái con này nó về nó sợ chi vàng hay gì á. Nó cái màu vàng nữa. Đó, màu vàng nữa đó. Rồi, dùng tiệc đi. Đây mình sẽ gắp cây xúc xích. Đây mời các bạn đi xúc xích với mình nha. Mời các bạn. Tại mình ngồi ở đây bị che bánh kem rồi các bạn ơi, đứng đi. Rồi các bạn. Nấu ăn chân nhiều con gùi này Ngon hả? Ngon Bim. Mọi người ăn mà sinh nhật của con Bim Bim nha. Bim, đối với cả nhà mình, Bim Bim giống như là một người thân ở trong gia đình vậy đó các bạn. Thương nó lắm luôn, sáng nào cha mình cũng phải đi bắt ốc cho nó ăn hết trơn á. Đẩy nó nữa. Rồi nước quá. Bà còn thấy bắt ăn nữa rồi, lên đây. Vô. Vô. Vô, vui không? Đúng rồi. Đó, đồng mời mẹ mời vô. Cha. Vô. Vô, quá vui nè Bim. Bữa nay ăn đã luôn, khỏi ăn sáng nha cha. Anh đây. Anh đây mới có ăn nè. Nên không? Đây mời cha ăn cái này. Cái giò gấp lại. Trời ơi, giống đi nấm cứu quá. Gấp cho mẹ rồi. Cha ăn viên luôn đi. Giống đi nấm cứu á. Em cưới Bim Bim. Rồi. Đó. Em tự em dối cũng được. Đây. Em kêu. Tự ra. Ê trời ơi. Rồi em ơn nha. Rồi em tự gấp hả? Tự xử. Bim ăn ốc không? Nào gần tự xử. Ăn ốc rồi Bim. Dạ. Sao chị nó biết hả? Không biết cái đó bị gì rồi. Đó, mẹ nó nằm ở dưới. Rồi Bim. Dính áo. Trời ơi ăn ốc kìa. Sao cả cái này nó dẹp quá. Ốc này Bim. Ô, gì vô bánh kem. Con giấy. Rồi, giấy nè. Vụ cho đại ca. Bữa nay là chủ tiệc cho nên ăn nhiều chút nha các bạn. Mấy anh em mình chuẩn bị từ ngày hôm qua tới giờ rồi đó. Mau quậy quá lên không được. Mau không nghỉ luôn đó, không chịu lên các bạn ơi. Bữa nào mình làm quyền để cho nó gù quến nó lên sống mới được. À, buồn hoài vậy, đi ăn sinh nhật nè, miếng xúc xích cha gửi à. Nó là phải luyện đất nó chịu ăn các bạn. Còn chảnh nữa chứ, ăn kiểu thấy ghét không? Ăn vô, thấy ghét quá à. Em quá kỳ đã rồi. Nó nghỉ hả mẹ? Thôi nghỉ hả? Đưa cho mẹ chôm chôm. Cho mẹ ăn trái chôm chôm trắng miệng đi mẹ. Cái này nó một chùm luôn. Đây. Rồi, cảm ơn. Có khóm nữa nè. Bữa nay nghe mẹ có nước. Đây, chôm chôm đây. Để đại đây đi. Trời, nó ăn chôm chôm. Chua chua nó ăn đó. Gì nữa cũng ăn được hết. Quá ngon. Châm châm hạt quá. Khóm. Châm châm đường. Được không hai? Được, ngon. Trời ơi, nó ăn châm châm kìa mẹ. Được cũng ngon. Nè, châm châm. Đúng không? Không ăn luôn các bạn. Nay mặc bộ đồ này thấy bực bội trong người đi rồi. Đồ quá không có mặc nữa. Lâu lắm rồi mình mới cho nó bằng khoái. Nè nè, ngon nè. Wow. Ồ ngon, cái này ngon. Bỏ trời cái miếng bự rồi. Hôm qua mẹ ăn nhiều quá giùm. Mày dành mà mày không ăn con quýnh mày á. Đó nè. Dành không ăn. À, để cho mẹ một khúc ở dưới cho nó ngọt, cái khúc trên nó chua. Lấy giùm cho mẹ em ơi. Mẹ, cái nĩa. Lấy cái nĩa, giống con. Lấy cái nĩa thì con chích kìa nè. Nó ăn từ phục vụ nha, chán gì. Chôm chôm không? Nửa miếng thôi hả mẹ? Trời ơi, nửa miếng khúc ngọt á. Có nửa miếng hả? Khúc ngọt khúc này ha. Khúc dốc á. Lấy hết đi rồi ba mẹ sẽ mẹ. Ôi gom lại, nó gỡ nè. Thơm. Ở đây. Cũng đắt quá chứ. Nước ngưỡng hồng. Từ từ bà chị dằn rồi. Quá. Trời ơi. Quá rồi, sẻ bù diều rồi. Kéo lên. Bây giờ tới cái thời khắc quan trọng nhất đó chính là cắt bánh kem. Quá trời vịt luôn nè các bạn ơi. Trời ơi con cười. Đàn em của Bim Bim mình đếm nha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Trong đây nè, 12, 13 này các bạn. Rồi 14, 15, ở đây 2 con nữa. 16, 17 con đó bạn ơi. Con đây là 18 con nha. Đây là một cái con vịt cha mẹ. Tại vì mình thiết kế là con tiểu vịt các bạn, nó bị đê rồi cho nên không biết phân biệt giới tính nha. Bây giờ cắt cái nào ta? Hai theo anh Hai quyết định là cắt nào? Cắt này đây mỗi người một con vịt. Vậy hả? Này bánh kem. Cắt gì ha? Bim Bim. Giỏi này vậy ha. Nó nắm tay tao. Bắt cắt bánh kem nè. Chụp hình cắt bánh kem. Cắt nha. Tên. Ủa cắt sao hay? Cắt lại xuống ly rồi chia ra. Tên. Ở cái này. Rồi đúng rồi. Né người con vịt thôi các bạn ơi. Người con vịt mà sao cái dĩa này nhỏ thế nhỉ? Dựa con. Dựa cái dĩa. Dĩa hơi bé nha. Không sao. Này chị bán bánh kem chỉ tặng cho mình các bạn. Đây nào con vịt. Được mấy cái dĩa. Này. Wow, bánh kem ngon nè. 2 màu luôn các bạn ơi. Trong này có khóm nữa nè. Chị bán bánh kem tặng cho mình đó các bạn. Đây mời cha trước. Mời cha. Bim Bim trọng đích luôn rồi. Đây. Con vịt này nữa nha. Rồi, thôi hai. Đây. Quá ồ màu à. Cái này cứ lại rồi. Quá rồi lớp màu. Lớp nào cái gì? Cái đó cắt luôn muỗng không? Cắt luôn ha. Có muỗng không Khoa? Có nha. Có vậy thôi đây chế muỗng. Nó xíu. Đây có ăn là được rồi. Thôi trời ơi. Ôi vậy đó. Đây con mời mẹ một con tiểu vịt mini. Đây mời cha mời mẹ cái muỗng. Mời mẹ. Múc với chừng nào cho hết cái chuyện. Chị Hiền ăn ba mấy con? Một bầy. Cắt cái này nữa hả ta? Ở đây nè 2 con nè. 2 con luôn. Nhỏ nhỏ thôi, một con được rồi. Không được. Nó vừa là nó bị rớt. Làm hay quá. Có mấy con vịt nhõng chân nữa nè. Vậy thôi vậy ha. Này bánh kem hình vuông dễ cắt lắm các bạn. Kéo ra để vậy kéo ra luôn. Không phải. Nó được. Rồi, sức con vịt. Sức con vịt. Rồi sức cái đầu con vịt rồi. Anh Hai. Không được đâu. Cãi thầy cũng vậy à. Vậy là sẽ bị bẹp con vịt anh. Cho nằm xuống. Con vịt bạch vịt à. Ô đó. Nằm xuống. Bánh kem thẳng luôn. Ô con ngồi con vịt ngồi. Chị Hiền đâu quay coi. Con vịt còn ngồi. Tên. Này con vịt này của chị Hiền đây, này cắt nguyên phần. Nè, con này nè. Nó nhỏ cắt quá luôn, ít thôi. Luôn ha. Rồi mất cái mỏ rồi. Mất mắt rồi. Chạy đi. Cái tới cái này hết có kỹ thuật lấy rồi. Rồi. Rồi phần còn lại. Còn phần lại của hai chị em đó. Thôi được rồi. Mình dễ cắt ta. Mình lấy tiểu vịt con ra vậy trước thôi. Dạ đó. Đây mời các bạn một con tiểu vịt đi. Tiểu vịt là tiểu vịt ăn đi nè. Mời ăn vịt. Con vịt mời ăn con vịt nè. Rồi sao đi dám ăn. Nè ăn vịt đi. Nè. Ăn đi. Ăn đi Bim. Ăn đi. Con dám ăn rồi. Ăn vịt nè. Con dám ăn rồi. Trời ơi, trời ơi. Không sao, bữa nay sinh nhật nó sẽ láng luôn. Trái kem. Quá trời cái mỏ chỉ rồi kìa. Không sao. Tới phần của mình nha các bạn. Như vậy đi cho dễ. Chừng chúng con vịt bé bé. Kéo ra. Chết rồi. Chết rồi. Sao đây? Dít cái đít đi anh. Hạ xuống rồi kéo qua. Hạ niêu. Oh no. Đây con vịt còn ôm cái cục đây. Ăn thôi. Ủa muỗng đâu? Đây. Mời mọi người cùng ăn bánh kem sinh nhật Bim Bim với mình nha. Mời các bạn ăn bánh kem nha. Chúc mừng sinh nhật Bim Bim. Bim Bim 3 tuổi rồi. Ngon quá. Con vịt này nhiều. Ngon quá. Ăn con vịt trước. Wow, ngon quá. Ngon. Tuyệt vời. Nhiều quá. Con nào không có bị đắng nè. Con vịt baby. Con vịt baby. Thấy thương rồi. Ai cũng có con vịt hết á. Bánh con hai lớp. Đây nè. Con có con vịt nè, bé em. Vịt nè. Một hết con vịt luôn. Đây mời các bạn nguyên con vịt nha. Đụng đâu dính nữa, nó gật đầu rồi. Vô hết con vịt luôn á. Tại cũng á. Ăn đi con, vịt đó ăn đi con. Bánh bông lan này là nhân có sô cô la luôn à, hay gói hả? Ngang qua. Ăn miếng kem nha. Quá béo rồi. Quá béo nên hơi ngán ngán. Ăn đấm cỏ nữa kìa. Tôi dừng ăn hồi nữa mà có dính vịt à. Rồi hắn muốn sao, muốn đi hay sao? Miếng bánh kem của em, anh hai đưa em đi. Rồi. Em mời bò sữa. Để xem tài nghệ bò sữa. Sữa ơi, em sinh nhật mà không có quà cái không lên luôn. Trời mắt đỏ chét kìa. Tụi con. Miếng kem, trời ơi. Trời ơi, thèm kìa. Ôi trời, muốn chân luôn rồi. Thèm thuồng lắm rồi. Đã. Đã kìa. Trời ơi, lần nào ăn kem mà cái lưỡi cũng vậy hết trơn á. Ăn đi sữa. Ngon con. Trời ơi, đi sinh nhật mà không có quà cái không lên luôn à. Ngại. Con biết tự ái quá ha. Mà ăn quá trời không thấy tự ái chút nào rồi đó. Ngại là mình không có ăn luôn, hiểu không? Ngại là họ nghỉ ăn luôn. Làm gì chị hả? Cho quà sinh nhật. Nãy giờ người ta cũng có tham dự cho cuộc đồ ăn không dám ăn để dành thấy chưa? Chơi cục kem kìa. Đi con ăn con vịt đi. Ăn vịt kem thôi nha. Nhìn anh hồi sữa ăn mà thèm. Trời ơi, cái miệng mồm con này hết bét rồi. Có màu vàng lên. Trời ơi, hai anh em kìa, hai anh em kìa. Nó đi rồi tới ngoài sữa luôn. Trời đất ơi, nó ăn bánh kem kìa. Khổ quá. Không biết kìm lại. Ok các bạn ơi, thì ngày hôm nay cái bữa tiệc sinh nhật của Bim Bim tròn 3 tuổi thì mình cũng đã tổ chức xong rồi. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Và hy vọng là các bạn sẽ luôn ủng hộ cho hai chị em mình. Và mình cũng mong rằng là Bim Bim sẽ có thật là nhiều sức khỏe. Nói chung là mình không có cần gì hết, mình chỉ cần có Bim Bim có thật là nhiều sức khỏe để đồng hành với mình trên mọi nẻo đường các bạn. Tại vì Bim Bim là có một người và một cái thành phần đóng góp vào cái kênh mình rất là quan trọng luôn các bạn ơi. Đã làm cho các bạn biết đến cả nhà và yêu quý mình nhiều hơn nè. Thì cảm ơn các bạn thêm một lần nữa nha. Và chúc tất cả các bạn có một ngày thật là vui vẻ nha. Và bây giờ bye bye.